Linh chỉ biết làm lớn. Nếu mà thực sự nói Linh làm nhỏ thì Linh cũng không biết làm như thế nào. Người chỉ biết làm lớn ấy là Nguyễn Diệu Linh, hay còn gọi là Linh Berry, sinh năm 1990, chủ tịch của Wellaya Việt Nam với mạng lưới phân phối trên khắp cả nước. Mẹ Linh là một người kinh doanh nghĩ lớn, làm lớn. Berry nhìn những cái hành động mẹ làm hay công việc của mẹ làm và những cái điều mẹ hay nói thì ngấm vào đầu mình từ hồi còn nhỏ ấy. Thế nên là về cái sự ảnh hưởng về kinh doanh và cuộc sống thì Berry ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Làm lớn là để giải quyết tất cả các nhu cầu của khách hàng. Từ ngày bé Berry rất là thích thời trang rồi. Ngay từ hồi cấp 3 thì mình đã tự kinh doanh quần áo ở trên các sàn thương mại điện tử. Cái hồi đấy là Berry đã bán một cái váy 1 triệu 8 đến 2 triệu rưỡi rồi. Tiền lãi cầm về chỗ khoảng 1-200 triệu. Nếu mà có kinh doanh cái gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ kinh doanh cái mình thích. Mà thực sự mình rất nghiêm túc trong công việc mà làm thời trang hoặc là làm đẹp. Thế nên là mình rất là thích làm lớn. Vậy khởi đầu của Linh với Wellaya lớn như thế nào? Từ 2 thùng dầu gội gừng. Lúc đấy 2 thùng dầu gội gừng là khoảng 36 sản phẩm thôi. Làm lớn với 2 thùng dầu gội. Trong kinh doanh ý, thì mình là người rất là cẩn thận và chắc chắn. Mình phải suy nghĩ rất kỹ, thử các bước đường đi và mình phải học hỏi rất nhiều thì mình sẽ đầu tư thật lớn. Chứ không phải là vì là mình thích làm lớn thì mình sẽ làm lớn luôn. Khi mình bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình ý, thì mình phải chọn được một cái sản phẩm mà có khả năng khai thác thị trường lớn và có khả năng scale up được. Cả nhà mình thì ví dụ như bà ngoại thì rất là ít tóc. Nên là ngay từ bé mình cũng cảm thấy là thôi chết rồi, nếu mà như này thì về sau mình cũng bị như thế. Mọi người có thể là sợ một, còn mình sợ 10 luôn ấy. Mình nhận ra rằng là cái nỗi đau của mình đấy chính là nỗi đau của rất nhiều người. Khi mà cái nỗi đau thị trường nó quá lớn như vậy thì mình biết rằng là cái dầu gội mọc tóc là một cái sản phẩm giúp mình có thể là phát triển và làm lớn được. Biết đến Wellaya từ một người bạn rất là thân của Berry. Đầu tiên thì mình ngưỡng mộ cái phong cách sống của bạn đó ở Wellaya. Thế sau đó thì mình thử sản phẩm. Thì trời ơi, khi mà thử sản phẩm xong, tóc của mình cải thiện rất nhiều. Và mình gửi về cho mẹ mình, bà mình và những họ hàng của mình ấy, thì ai cũng khen. Nhưng mà đến khi mà mình nhập hàng về bán ý, thì không ai mua cả. Mọi người chê là tại sao dầu gội Trung Quốc mà đắt thế. Mình có chia sẻ cái điều đấy với cả mentor của mình là thầy phó chủ tịch Tôm ấy. Thì thầy nói rằng là đừng lo, hãy cho khách hàng nhiều hơn những gì mà họ mong đợi. Thế là mình cũng tặng rất là nhiều hàng. Hồi đấy phải tặng 300 triệu tiền sản phẩm mới để cho mọi người cứ dùng đi, ok, đắt không mua, các bạn cứ dùng đi. Đấy, và các bạn cho mình feedback. Và hầu như là đến 100% các bạn feedback rất là tốt luôn. Thế là nhiều khi hỏi là thế tốt thực là bởi vì là mình tặng hay là sản phẩm tốt thật? Thì các bạn là thực sự tốt thật và các bạn order thêm thì các bạn mua thêm. Thì đấy là những là cái khởi điểm của mình. Bài học đầu tiên mà thầy Tôm dạy mình đấy là phải biết cách chi tiền và tiêu tiền đúng chỗ trước khi kiếm được nhiều tiền. Và những chai dầu gội gừng Wellaya đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam vào năm 2017. Khi mà Wellaya mới về Việt Nam ấy, khách hàng không thể đọc được cái từ Wellaya. Xong mọi người bảo là cái dầu gội gừng ý. Thực sự là cái dầu gội gừng là cái nickname mà khách hàng đặt cho dầu gội gừng Wellaya. Năm 2018, dầu gội gừng Wellaya bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Cái độ mà phủ sóng mạnh mẽ là sau khi mà nhận được rất là nhiều các feedback của các khách hàng mà được mình tặng, họ feedback thực sự là tốt. Thế nên là tạo ra một cái làn sóng là ai cũng muốn mua để dùng. Thế nhưng điều khiến cho nhiều người tò mò và muốn tham gia Wellaya lại nằm ở con át chủ bài này. Berry đã up những cái hình ảnh và phong cách sống của hệ thống của Wellaya bên Trung Quốc. Và những người bạn của Berry bên Trung Quốc toàn như kiểu các thần tiên tỷ tỷ rất là xinh đẹp, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Và họ có học vấn rất cao, ví dụ như thường là thạc sĩ và có cả tiến sĩ nữa. Thế nên là rất là nhiều bạn muốn tham gia với Berry để cùng trải nghiệm và cùng có những cái cuộc sống đáng mơ ước đấy. Theo báo cáo của WNS, cuộc chiến dầu gội tại Việt Nam do các ông lớn như Unilever, P&G hoặc các thương hiệu nổi trội như Enchanter, Palmolive, Double Rich cạnh tranh khốc liệt và không ngừng diễn tiến. Về hành vi, số lượng người tiêu dùng mua dầu gội qua kênh thương mại điện tử ngày càng tăng nhanh. Cụ thể, quý 1 năm 2023, doanh thu dầu gội nói chung trên sàn thương mại điện tử gồm Shopee, Tiki và Lazada tăng trưởng 6,5% so với quý 4 năm 2022.
và Weleya nằm trong top các thương hiệu dầu gội được tìm kiếm và mua nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử. Còn về công nghệ thì sao? Cái dòng Weleya tại Việt Nam ấy là dòng cao cấp hơn rất nhiều so với cái line hàng ở bên Trung Quốc. Weleya thì luôn đưa vào những cái công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất để giải quyết tất cả những vấn đề tồn tại của các sản phẩm khác trên thị trường mà chưa đáp ứng được khách hàng. Và tất cả các mẫu mã của Việt Nam ấy thường là những cái mẫu mã mà thịnh hành nhất. Mỗi sản phẩm đều có một bằng sáng chế riêng. Đấy là cái điều mà Berry yêu cầu. Toàn bộ hương liệu của Weleya là được sản xuất tại nhà máy Givaudan tại Pháp. Mỗi một năm Weleya ra những sản phẩm mới và update những sản phẩm mới thì những cái hoạt chất mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất đều là được đưa vào những cái dòng sản phẩm của Weleya. Là ngày xưa là Berry khi bắt đầu làm Weleya mình cẩn thận đến mức độ mà sang cả Pháp luôn để tham quan nhà máy hương liệu tại Pháp và tham quan cả nhà máy sản xuất sản phẩm tại Quảng Châu. Người phụ nữ là cái người mà kiếm tiền rất nhiều và có rất là nhiều công việc để có thể phát triển được cho cái thời đại bây giờ. Thế nên là họ luôn luôn cần đẹp một cách chỉn chu nhất, nhưng mà họ lại không có quá nhiều thời gian. Thì khi mà họ vào nhà tắm, họ chăm sóc tóc và chăm sóc body thì chỉ cần là khoảng 30 phút. Thực sự công nghệ cao ở Weleya mang lại rất nhiều giá trị cho khách hàng về thời gian. Sau những cái nỗ lực mà công ty đào tạo thị trường, marketing cũng như là đưa những cái sản phẩm chất lượng nhất đến khách hàng, dầu gội gừng Vân Nam Weleya đã đạt top 1 dầu gội được yêu thích nhất của Elle Award năm 2022 và dầu gội phục hồi nấm Shuffle được đề cử là dầu gội tốt hàng đầu của năm 2023. Và hạng mục chăm sóc tóc Reader's Choice Weleya Zingiber Official Juice Brand Hair Shampoo xin được chúc mừng Weleya. Đây là thành quả rất là tuyệt vời cho tất cả mọi người. Thế nhưng để công việc kinh doanh thành công thì thực sự sản phẩm tốt thôi chưa đủ, cần một mô hình kinh doanh hợp thời đại mới có thể là giúp công việc kinh doanh phát triển được. Mô hình kinh doanh của Weleya đấy chính là tuyển rất nhiều các bạn nhà phân phối để cùng làm việc và cùng đồng hành cùng Weleya. Mô hình kinh doanh truyền thống ấy là chúng ta sẽ tuyển rất là nhiều nhân viên về và chúng ta đào tạo. Thì thực sự luôn cái điều đấy sẽ làm doanh nghiệp bị rất là rủi ro, chi phí rất là nhiều mà cũng phải tập trung thời gian công sức và rất là nhiều. Và đặc biệt luôn ý là chúng ta không quản lý được chất lượng đầu vào của nhân viên thì cái việc đào tạo rất là khó khăn và vất vả. Cái mô hình kinh doanh giống như Weleya hiện tại là tìm rất là nhiều các bạn đại lý thích kinh doanh online và mình đào tạo thêm cho các bạn về cách bán hàng thời đại mới của Weleya, những công thức bán hàng và kinh doanh của Weleya thôi. Thì các bạn đã có kinh nghiệm rồi, các bạn có tệp khách hàng sẵn rồi, thì khi mà mình đào tạo vào ấy thì cái kết quả đi lên nó rất nhanh, nhanh lên rất nhiều so với cái việc mà chúng ta tìm rất nhiều nhân viên về để đào tạo họ trong khi họ chưa có bất cứ một cái nền tảng gì. Nếu như năm đầu tiên, số lượng người đồng hành mới chỉ dừng lại ở một vài nhân sự, thì qua các năm tiếp theo, số lượng CEOs đồng hành cùng Linh ngày càng tăng, từ 5 lên 30, rồi giờ là gần 200 CEOs là các cộng sự mật thiết và cùng chung chí hướng. Biết ơn tất cả các bạn vì đã coi Weleya là sự nghiệp và biết ơn tất cả các bạn vì đã không buông tay trong những lúc khó khăn nhất. CEO của Weleya thực sự là những nhà kinh doanh rất là nghiêm túc. CEO chính là giám đốc điều hành. Thì điều hành họ sẽ điều hành cái hệ thống bán hàng của họ. Ví dụ như là kinh doanh online đi thì có rất là nhiều các nền tảng. Có những bạn là các bạn ấy sẽ tạo một cái nhóm nhỏ những người kinh doanh online để họ đào tạo, để họ hướng dẫn bán hàng. Hoặc có những bạn là chuyên bán trên các sàn thương mại điện tử thì họ cũng phải đi học là bán hàng trên sàn thương mại điện tử như thế nào. Đấy, và họ đào tạo những người đó để họ có thể phát triển được và bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Khi trở thành CEO của Weleya rồi thì công ty ngoài cái việc yêu cầu các bạn là biết cách bán hàng, biết cách đào tạo hệ thống thì các bạn phải luôn là phải biết cách hướng dẫn và nhân bản những người mà họ có thể là có khả năng để họ có thể phát triển được tốt hơn. Ngoài ra cái phong cách sống của CEO Weleya thì luôn luôn cải thiện theo từng năm một, trở thành những con người vô cùng xinh đẹp, tự tin, tinh tế và hiểu biết. Mọi người thì luôn nghĩ rằng là tất cả các CEO của mình thì thường học hỏi mình rất là nhiều, nhưng thực sự các CEO của Weleya là những người rất tuyệt vời, là những người kinh doanh thực chiến. CEO của Weleya cũng chính là người thầy mà Berry cảm thấy rất là biết ơn họ. Vậy một Linh Berry quyết đoán
và mạnh mẽ ở trong công việc sẽ có cuộc sống cá nhân như thế nào? Mình ở trong công việc cũng như là cuộc sống của mình thì thực sự cũng không có gì là khác nhau nhiều lắm. Mình rất là cầu toàn trong công việc và mình sống luôn trong những cái không gian, những cái khoảng cách bạn bè này và những cái mối quan hệ của mình cũng đều là xoay quanh công việc của mình hết. Linh thì làm việc vào buổi chiều và kết thúc vào đêm. Nếu mà các bạn làm công việc văn phòng ấy, thì các bạn còn có thời gian để tính. Thế nhưng mà làm công việc này và đặc biệt làm lãnh đạo nữa thì thực sự là không có thời gian nào mà là không phải là thời gian công việc cả. Đó. Thế nên là ví dụ nhá, là nếu mà có thời gian chơi với con đi, ví dụ thế chẳng hạn, thì cũng phải chụp ảnh con, up lên, ví dụ kiểu thế đúng không? Và quay video up lên cuộc sống gia đình. Đấy, thì đấy cũng là công việc và mình cũng phải làm sao để xen lẫn vào một cách hài hòa nhất để cho nó vừa gia đình ổn thỏa và vừa công việc ok. Bé đi cũng từng kinh doanh rất là nhiều thứ và đã trải nghiệm rất là nhiều thứ. Thì có những cái mình làm và mình ngừng lại và làm và ngừng lại thì làm ngừng lại rất nhiều. Bởi vì về sau mình ngày xưa thì mình nghĩ rằng ôi thôi không có duyên, không hợp đâu, đấy kiểu thế. Thế nhưng hoặc là thôi mình không thích làm nữa. Bởi vì thực sự khi mình nhìn nhận lại thì mình cảm thấy rằng là à hóa ra là thời đại điểm đấy có vấn đề quá khó mà mình không giải quyết được. Và đến khi không giải quyết được thì mình chán nó và mình không muốn làm nó nữa. Cái người mà giúp mình giải quyết các nút thắt và các vấn đề của công việc ấy, nó mới thực sự là quan trọng. Và thực sự khi mà mình gặp cái vấn đề đấy rồi và mình vượt được qua rồi ấy, và mình nhìn những người khác không, họ không thể giải quyết được những cái nút thắt của họ và họ ngừng lại, thì mình mới hiểu được cái tầm quan trọng của cái người giúp mình giải quyết cái nút thắt của vấn đề. Đấy là người dẫn dắt mình. Mình rất là may mắn khi mà ở Walaya thì mình có mentor của mình là thầy Phó Chủ tịch Tôm. Thầy luôn luôn đào tạo và hướng dẫn mình rất nhiều. Kiến thức ấy mà thầy dạy và đào tạo Mary nó hơn hàng nghìn, hàng trăm cuốn sách, bởi vì là nó là từ kinh nghiệm mà ra. Thế nên để mà có Mary của ngày hôm nay thì không thể nào thiếu sự dẫn dắt, đào tạo, hướng dẫn của thầy Tôm, đặc biệt là sự bao dung của mentor của mình. Mary là một người có mong muốn, là một người có truy cầu. 然后呢，当时我们聊了很多，那我感受最深的就是未来亚公司也是一个很有梦想的人，梦想的公司。同时呢，在这个过程当中，我会觉得我们的价值观和公司未来发展的价值观，包括理想，它是跟公司相匹配的，所以我们在一起五年了。Và mô hình tam giác vàng mà Linh tâm niệm trong kinh doanh chính là sự kết hợp của sản phẩm chất lượng, mô hình tiềm năng và người dẫn dắt. Ở cái vị trí là leader của Walaya Việt Nam thì mình hiểu được rằng cái vai trò của người dẫn dắt vô cùng quan trọng. Đầu tiên là cái sự dẫn dắt về niềm tin, cho họ thực sự hiểu rằng là những cái điều mà họ đang làm và phát triển là vô cùng đúng. Họ đã bán một cái sản phẩm vô cùng chất lượng tại nhà máy vô cùng uy tín và tại một cái công ty vô cùng có trách nhiệm, và đặc biệt là có thể là giúp họ có thể là phát triển được về tư duy, về nhân cách sống, ngoài những cái việc mà cho đi với về sản phẩm đi, cho đi về những cái giá trị mình vật chất đi, thì mình cũng cho đi rất là nhiều về kiến thức để cho mọi người có thể phát triển được hơn. Ví dụ như ngày xưa thì mình sẽ về kiến thức những cái điều mà mình hiểu ấy, mình biết ấy, thì thường mình sẽ không nói và không chia sẻ. Nhưng khi mình hiểu được rằng là cho đi kiến thức thì sẽ nhận lại được rất là nhiều đó, và nhận được sự trưởng thành, nhận được sự phát triển của các bạn ấy, thì mình cho đi rất nhiều kiến thức. Cái điều mà làm cho Barry hạnh phúc nhất từ khi kinh doanh Walaya đấy chính là giúp cho các nhà phân phối, các CEO, các người đồng hành cùng Walaya thay đổi rất nhiều về công việc, về cuộc sống, cũng như là về khả năng kinh doanh của họ, biến họ những người bán hàng nhỏ lẻ trở thành những nhà kinh doanh chuyên nghiệp và có khả năng đào tạo những người khác. Không dừng lại ở đó, Walaya Việt Nam còn mang trên mình sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng bằng những hành động thiết thực như giúp trẻ em khó khăn có thêm nhiều hành trang tri thức tới trường, xây trường học, mô hình nước sạch tới các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Khi mà nói đến cái công việc ở Walaya thì mình sẽ nghĩ đến cái việc đó là đẹp, giỏi, giàu, hạnh phúc. Đối với mình ấy thì nó là sự tự tin, công việc về làm chủ, về kinh tế, về cuộc đời, về tất cả mọi thứ. Mary luôn coi những CEO như chị Lan Anh, như Điệu là những cái đối tác quan trọng. Cái đấy là rất là muốn là học hỏi Mary thêm nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Thứ nhất là mái tóc của mình đã đẹp hơn rất là nhiều, đẹp từ bên trong. Thứ hai là Walaya đã mang lại cho tôi một cái chất lượng cuộc sống rất là tốt. Mình học tập được
rất là nhiều những cái kỹ năng mới, những cái tư duy mới và những mối quan hệ mới. Và mình cảm thấy là cái tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn khi mình có thêm một cái lựa chọn là Weleda. Kế hoạch của Weleda Việt Nam năm nay sẽ ra thêm những cái dòng sản phẩm chăm sóc về tóc và body care để cho khách hàng của Việt Nam có thể trải nghiệm được những cái dòng sản phẩm tiên tiến nhất, công nghệ cao nhất với hoạt chất tốt nhất. 5 năm trước thì Weleda mang đến cho người tiêu dùng những cái điều và những cái trải nghiệm vượt khỏi sự mong đợi của họ. Nhưng mà từ năm nay và đến những năm sau về sau thì Weleda chắc chắn sẽ mang lại cho người tiêu dùng những cái điều và những cái trải nghiệm vượt khỏi sự tưởng tượng của khách hàng. Ngoài ra thì Weleda chắc chắn trong năm nay và năm sau sẽ phát triển được ra quốc tế một cách mạnh mẽ nhất.